Mến chào anh em đã quay trở lại với kênh của Thiện Phú nha. Và ngày hôm nay Thiện Phú lên cho anh em 26 mẫu sản phẩm. Ngày hôm nay lô hợp rất là nhiều nha anh em. Hợp rất là nhiều. Thiện Phú sẽ review từng mẫu sản phẩm cho anh em lựa chọn nha. Con này mẫu số 1 nha anh em. Mẫu số 1 giá là 2680 nha. Full design. Một chiếc full body size còn full hộp sổ đầy đủ luôn nha anh em. Còn hộp ngoài và hộp trong. Phiên bản rất là đẹp. Cái hộp nó cũng đẹp luôn. Full body size nha anh em, mặt màu đen và con này chạy 2,5 nha anh em. Con này rất là hiếm. Để Thiện Phú zoom gần lại cho anh em xem nha. Chỗ này này, nó có một cái túi bi lông hoạt động rất là đẹp luôn. Con này mắc in Japan luôn nha anh em. Mắc in Japan luôn. Và con này toàn thân là bằng thép đúc. Núm nó nằm xéo ở góc này nha. Núm nằm xéo đây. Dây khóa nguyên zin. Con này độ mới là 100% nha, chưa qua chưa qua sử dụng luôn. Cái này chưa xé sinilon nha anh em. Như hàng trong hãng luôn nha. Bộ máy rất là đẹp luôn nè. Đo size nha anh em. Con này size 38. Con này rất đẹp nha. Con này mẫu số 1 giá là 2680. Phiên bản này rất đẹp. Qua mẫu số 2 nha anh em. Qua mẫu số 2 là một chiếc đồng hồ hiệu là Casio nha. Con này có hộp nó bằng da nha anh em. Bằng da và bên trong này còn sổ và thẻ cứng. Đa số là Thiện Phú về cái lô hộp còn rất là mới nha anh em. Con này chạy cưa tự động nha anh em. Chạy cưa tự động mặt màu đỏ. Thương hiệu của nó đây nha anh em. Chạy bộ kim vàng, cọc số vàng. Con này demi nha anh em, demi vàng, niền vàng và dưới đây là inox. Có cái thương hiệu cái hình chữ K khắc nổi trên cái núm nha anh em. Con này chạy máy Miyota của Nhật Bản và mặt sau chưa xé sinilon luôn, rất là mới này nha anh em. Máy rất đẹp. To size luôn cho anh em nha. Size của chiếc đồng hồ này là size 39. 4 chân dây là size 47 nha anh em. 39 nhân cái 47. Dây đề mi nha anh em, con này mẫu số 2. Mẫu số 2 này có giá là 2550. Chạy máy rất là xịn luôn. $2.250.000. Qua mẫu số 3 nha anh em. Mẫu số 3 là một chiếc đồng hồ hiệu Tommy Hilfiger. Con này chạy cơ tự động nha anh em. Chạy cơ tự động. Và còn hộp sổ. Tommy gặp con cơ thì rất là hiếm nha. Pin rất là nhiều nhưng mà cơ hiếm. Ít dòng này nó sản xuất cơ ít. Con này mặc màu đen nha anh em. Zoom gần lại cho anh em xem nha. Đó. Có hoa văn rất đẹp bên trong. Tu bi lông hoạt động ở đây. Con này toàn thân làm bằng thép đúc nha anh em.
có hỗ trợ có phụ luôn cho anh em. Con này dây khóa nguyên zin, mặt sau là đáy SS, nắp sau sống ốc nha anh em. Có đầy đủ thông số ở đây, để trong nước là 3 ATM. Tất cả đều còn nguyên zin, cho sai luôn cho anh em nha. Con này size 44 nha. Size 44 và bốn cái chân này là size 50. Vân sớ còn đầy đủ luôn nha anh em. Vân sớ đây còn đầy đủ, chưa qua sơ ba đánh bóng. Con này mẫu số 3 nha anh em. Mẫu số 3. Mẫu số 3 giá là 1980. 1.980.000. Qua mẫu số 4 nha. Mẫu số 4 hiệu là E-Sao. Chiếc đồng hồ này chạy cơ tự động và tua bi đông nằm ở góc 12 giờ. Lộ cơ vàng và trên cái này này là mặt đen nha, bên ngoài là mặt đen. Con này làm bằng thép đúc và được mạ vàng bên ngoài. Trên cái nhìn cái sườn này cũng có đóng E-Sao. Nó có như là cầu thang lên nha, bậc thang lên này. Cái nhìn của nó đúng rất là to nha anh em. Mặt sau lộ cơ sau 1805, hai chữ E ngược với nhau trên cái kính này. Con này dây da nguyên zin nha, dây da còn nguyên zin ở đây và cái khóa nó nguyên zin, có hình chữ E này nha anh em, có hình chữ E. Dây thì cái dây này thì mặt này nó bị tróc miếng chỗ này rồi nha anh em, nhưng mà vẫn xài được, mình đeo vô thì nó nằm phía sau, còn mặt này thì vẫn đẹp. Anh em đeo khoảng một thời gian thì có thể lên một bộ dây da khác nha. Quan trọng là máy. Con này mẫu số 4 nha, giá là 1850. Con này size 48 nha anh em. 48 và bốn cái chân này là size 55. Qua mẫu số 5 nha. Mẫu số 5 là một chiếc đồng hồ hiệu Fubo Design. Mở ra luôn cho anh em nha, cùng khám phá nha. Fubo Design, một phiên bản đẹp nhất của dòng Fubo Design. Con này còn hộp sổ, còn hai cái sổ luôn nha anh em. Có hai cái sổ như thế này và một cái túi hút ẩm. Độ mới là 100% nha, chưa lên tay một lần nào luôn. Con này như là anh em mua trong hãng nha. Fubo Design này là Fubo Design của Nhật, Made in Japan và phiên bản đẹp nhất, làm theo Hamilton nha. Made in Japan. Con này mặt màu xanh, chạy cơ tự động, lộ cơ trước và lộ cơ sau. Con này toàn thân làm bằng thép đúc nha, nhìn rất là cứng cáp, rất là nét. Mặt sau chưa xé siêu long, chạy máy Miyota của Nhật, chạy 21 chân kính. Vòng tay chưa cắt nha anh em, còn đầy đủ mắt dây luôn cho anh em. Anh em về tự cắt dây theo cái tầm tay của mình, hoặc là để sưu tầm thì thôi, để đó để mình trưng bày. Con này size 42 nha anh em, size 42 và bốn chân dây của chiếc đồng hồ này là size 49. Con này thì đeo lên tay cực đẹp luôn nha anh em. Mấy con này lại chạy rất là chuẩn nha anh em. Con này rất là cao cấp. Con này mẫu số 5. Mẫu số 5 là giá là 3.200.000. Rất đẹp nha. Qua mẫu số 6. Mẫu số 6 là một chiếc đồng hồ hiệu OB. Chiếc đồng hồ này chạy cửa tự động nha anh em, mặt trắng men và con này có núm sóng ốc để chống nước nha anh em. Bu lắc lên cho nó chạy nha. Con này chạy cửa tự động.
Con này chạy cơ tự động và nó lụa cái dừa ra nha. 23, 24, 25, 26, 27. Một lần như vậy là nó chạy tới 5 cái dừa, 5 cái lịch, 5 cái lịch, và nó có một cái hình tam giác, nó chỉ hiện tại là chỉ ngày 25 nha. Con này chạy 21 chân kính, kính sapphire. Con này phải lắc thì nó mới chạy nha. Con này toàn thân là màng thép đúc luôn nha anh em, dày giống như hạt gạo. Mặt sau lộ cơ sau có búa vàng nha anh em. Con này cái sườn của nó này, nó chạy máy của Oren. Con này Thiện Phú đo sai nha. Con này size 38 nha. Size 38 và bốn cái chân này là size 47. Cái núm nó còn nguyên zin nha anh em. Và núm nó là núm chống nước. Cái con này thì nó chạy vẫn chưa ổn nha. Thì Thiện Phú sẽ hỗ trợ lâu dài cho anh em. Con này nhìn nó hơi rít á, chạy thì nó một lát thì nó dừng. Mặt trắng men. Con này dòng cổ nha. Giá của chiếc đồng hồ này là 1650. Anh em nào về từ lâu dầu thì Thiện Phú sẽ để là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Còn nếu mà Thiện Phú lâu dầu thì giá là 1650. Hỗ trợ cho anh em là 150. Dây khóa nguyên zin nha anh em. Anh em về từ lâu dầu thì Thiện Phú sẽ để 1,5 triệu thôi. OB này. Qua mẫu số 7. Riêng con đó nha anh em. Mẫu số 7 là một chiếc đồng hồ hiệu là chiếc Harrison. Chiếc Harrison là một chiếc đồng hồ của Nhật. Con này mặt đen nha và nó lộ cơ trước nha. Con này tôi bị lông. Cái con số 6 đó là Thiện Phú đã lên một lần rồi nha. Đã lên sóng một lần rồi. Nó cũng đang chạy nhưng mà nó chạy một lát là nó sẽ đứng. Cho nên là Thiện Phú sale giá bây giờ giá rẻ thôi. Con đó, riêng con đó nha. Toàn thân của chiếc đồng hồ này là bằng thép đúc nha anh em. Toàn thân là bằng thép đúc. Để Thiện Phú zoom gần lại cái mặt con này nha. Con này là bên này là chỉ thị lịch thứ nha. Bên này như lịch tháng á. Và góc 12 giờ lịch ngày. Con này chạy 3 cốt 6 kim này, lụa cơ sau. Đã lên trên đây một bộ dây da rất là xịn sò luôn. Dây da rất là xịn của hơn so với dây da của nguyên zin của nó nha. Con này size 42 nha anh em. 42 và 4 chân dây này là size 50. Con này mẫu số 7 nha, giá là 1650. Qua mẫu số 8 nha. Mẫu số 8 là một con đồng hồ hiệu Dominic. Một con đồng hồ hiệu Dominic nha. Con này chạy cơ cót nha nè. Con này chạy cơ cót, chạy 2 kim. Con này chạy chỉ có 2 kim thôi nha nè. Lịch trăng sao. Mặt màu xanh và zoom gần lại cái mặt cho anh em xem nha. Có những hoa văn bên trong. Có một cây kim ở bên này, chỉ thị chỉ 24 giờ nha. Chạy 24 giờ nó sẽ quay một vòng. Tôi bị lông hoạt động ở đây. Đây lịch trăng sao nha. Trên cái này nó có hoa văn này. Trên này. Dây da màu xanh nha anh em. Con này dây da màu xanh, núm nguyên zin. Còn phần sớ đầy đủ luôn cho anh em. Mặt sau là con này là 18 cộng nha anh em. Đây. 18 cộng. Ở bên trên bãi biển. Con này đầu dây là 20 nha. Dây khóa nguyên zin. Có dập chìm thương hiệu Dominic. Chạy cơ cót nha anh em.
con này mẫu số, mẫu số 8 đó, size trước nha anh em, con này size 36 này, như 35 á, size 35, chiều này là size 48.5, có kim, nó có dạ quang nha anh em, kim có dạ quang. Con này lên lên tay rất là ôm luôn. Con này mẫu số 8 giá là 2,2 triệu nha. Qua mẫu số 10, à mẫu số 9. Mẫu số 9, mẫu số 9. Mẫu số 9. Mẫu số 9 là một chiếc đồng hồ hiệu là IBV. Cái hộp này nó hơi chặt nha anh em, cũng mở ra. Sao mà chặt thế nha. IPV. Con này chạy cơ tự động nha anh em. Con này chạy cơ tự động. Rất là mới luôn. Con này chạy cơ tự động và mặt nó màu rất là đẹp. Mặt trái tia nha anh em. Con này chuẩn bị nhãn địch. Toàn thân của chiếc đồng hồ làm bằng thép đúc nha. Lỗ cơ sau con này chạy máy Miyota của Nhật Bản nha anh em. Dây khóa nguyên zin. Toàn thân làm bằng thép đúc rồi. Con này đeo rất là chắc. Máy Nhật. Độ mới 100% luôn. Con này size 42. Và bốn cái chân dây này là size 49 nha. Phù hợp với anh Nam có cổ tay cũng tầm 18, đeo con này đẹp. 17 rưỡi đến 18 đeo đẹp. Kính của nó kính cong nha. Con này mẫu số 9, giá là 1,950 triệu. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10 con này hợp bằng gỗ nha anh em. Hợp nó là bằng gỗ luôn. Bằng gỗ luôn nè. Mà nó bị gãy phía sau rồi. Con này hiệu nó nè. Hiệu đây nha anh em. Isodo chạy automatic, mặt nó trái tia nha anh em, mặt trái tia rất là đẹp. Con này chấm bi 12 cột số là một 12 cột số học trò. Mặt rất là đẹp nha. Mặt này bên trong này rất là ảo diệu luôn. Con này chạy cơ tự động nha anh em. Con này chạy cơ tự động và chạy máy của Oren. Con này chạy máy Oren này. Búa nó rất là đẹp. Lỗ cơ sau. Toàn thân là bằng thép đúc nha anh em. Con này size 38 và bốn cái chân dây này là size 45. Con này có hai ô số lịch thứ ngày. Con này mẫu số 10, giá là 1,650,000, 1,650,000 nha. Có cái hộp gỗ nó bị gãy phía sau, gãy cái chân này nha anh em, gãy cái chân này. Bị xúc ra sao, bị xúc, nó bị xúc chứ không phải gãy. À, cắm vô đây nè. Qua mẫu số 11 nha. Mẫu số 11 là một chiếc đồng hồ hiệu là Tentop. Con đồng hồ này chạy máy pin nha anh em. Chạy máy pin còn full hộp sổ. Độ mới cao, còn thẻ cứng bên trong luôn. Con này chạy máy của Nhật Bản nha, chạy máy pin và mặt màu này nha anh em.
Cho nên mình dùng màu gì đây? Nó giống như màu tím. Màu tím hay là màu gì đây? Màu này khó tả lắm nha, màu này đẹp lắm. Con này có hai cái số lịch ở đây. Cọc số là cọc số La Mã nha anh em. Cái màu nó như thế này nha anh em. Con không biết là gọi là màu gì. Toàn thân của chiếc đồng hồ này làm bằng thép đúc và được mạ một lớp vàng hồng bên ngoài. Mặt sau đế SS. Nắp của nó nắp ép nha anh em. Nắp ép dày còn nguyên zin. Khóa zin luôn. Khóa zin này. Khóa được dập chìm thương hiệu. Dây rất là xịn nha anh em. Con này dây xịn lắm luôn. Xe mặt của chiếc đồng hồ này là size 40. Và bốn chân dây của chiếc đồng hồ này là size 46, phù hợp anh em có cổ tay khoảng tầm 17, 16 rưỡi, 17, 18 đều đeo được, bởi vì cái size 40 á nó rất là dễ đeo. Con này mẫu số 11, giá là 1.150.000. Và mẫu số 12. Mẫu số 12, con này hiệu Caniva nha, Caniva. Mẫu số 12. Caniva. Con này còn thẻ cứng nha anh em, còn thẻ cứng bên trong. Con này thì phiên bản quá đẹp rồi. Phiên bản cực đẹp. Mặt xanh nha anh em, con này mặt màu xanh. Kim đỏ nó mới nổi chứ. Kim đỏ, hai cái kim nhà phút và kim giờ nó màu vàng nha anh em. Kết hợp màu vàng và màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Con này chạy cơ tự động nha anh em và con này chạy 2 múi giờ. 2 múi giờ đây. 2 múi giờ chạy song song với nhau. Rất là đẹp luôn. Cái kim này, cái kim đỏ này rất là dài. Và nó có kim xăng nha anh em, kim xăng ở đây. Tích cốt tới 50 giờ nha anh em. Kim xăng này, lên cốt cho anh em. Lên này, lên 20 nha. Rồi lên 30 luôn. Nó lên càng nhiều là nó rửa cốt càng lâu. Và tối đa là 50 nha. Trên này có lịch 31 ngày. Kính làm bằng kính sapphire luôn nha anh em. Con này mặt sau lỗ cơ sau. Máy rất là chắc luôn. Dây khóa nguyên zin. Khóa này nhìn rất chắc chưa. Nước vàng sáng bóng luôn. Con này size 42 nha anh em. Con này size 42 và bốn chân dây này là size 49. Con này đeo lên tay thì hết bài. Cấp 12 giờ có thương hiệu Caniva nổi nha anh em. Nổi vàng 1986. Con này mẫu số 12. Mẫu số 12 giá là 2550. 2.550.000. Để đây cho anh em coi nha. Qua mẫu số 13 nha anh em. Mẫu số 13 là một chiếc đồng hồ hiệu là Casio nha, Casio. Casio chạy máy pin. Casio chạy máy pin, con này chạy máy của Nhật Bản và chạy 3 kim. Mặt màu xanh. Con này có lịch thứ ngày này. Xe mặt là size 37. Và bốn cái chân dây của chiếc đồng hồ này là size 42.5. Con này có giá là 650 nha anh em. Con này giá là 650. Con này mẫu số 13. Qua mẫu số 14. Mẫu số 14 là một chiếc đồng hồ hiệu là Baron. Baron mặt màu xanh lá cây nha anh em. Màu xanh lá cây.
chạy 3 cốt 6 kim. Dây khóa của chiếc đồng hồ này vẫn còn nguyên zin luôn cho anh em nha. Dây màu nâu và toàn thân là bằng thép đúc. Mặt sau của chiếc đồng hồ này là bằng ASS và nó là được ép nha anh em. Nắp ép chứ không phải nắp xoắn. Nắp của chiếc đồng hồ nắp ép. Con này có lịch xéo ở góc này. Góc 4,5 giờ. Màu lá chuối rất là đẹp nha, màu lọc chuối á. Con này size 42. Và búa chân dây này là size 48 nha anh em. Con này mẫu số 14, giá là 850. Chạy máy pin Nhật 3 cốt 6 kim. Qua mẫu số 15. Mẫu số 15 hiệu là IPV nha. Mẫu số 15 còn full hợp đầy đủ luôn cho anh em. Con này phiên bản đẹp lắm nha anh em. Để đây. Còn sổ nha anh em. Con này còn sổ. Con này màu lam nha anh em. Màu lam nhìn rất là đẹp. IPV. Mặt đẹp chưa anh em? Mặt rất là đẹp luôn. Không chia vào đâu được. Con này mới đến 100% luôn. Chưa qua. Chưa xé này. Chưa xé đi lông. Cái chỗ này cái sườn này làm đẹp. Cái sườn này nó làm đẹp lắm nha anh em. Hai bên này. Để thì muốn zoom gần lại cái sườn này cho anh em xem. Đó. Mặt sau, lỗ cơ sau và chạy máy Miyota Nhật Bản nha. Chạy máy Miyota 21 chân kính. Đo size luôn nha nè. Con này size 41. 4 chân dây, 4 cái càng nè là size 46.5. Nhìn chiếc đồng hồ quá đẹp nha nè. Thiết kế quá đẹp. Chiều này cũng đẹp, chiều này cũng đẹp. Khóa có thương hiệu luôn. Hiểu đây nha anh em. Con này mẫu số 15. Mẫu số 15 giá là 2250. $2.250.000 con này. Để ra nha anh em. Mở ra luôn cho anh em xem luôn. Qua mẫu số 16 nha. Mẫu số 16 là một chiếc đồng hồ hiệu là Yoza Chrome. Yoza Chrome, con này hiệu là Yoza Chrome. Hợp quá nhiều. Con này lên lô hợp không? Con này đồng hồ của nữ rồi nha anh em. Đồng hồ nữ. Mặt của chiếc đồng hồ này khảm sơ cừ trắng. Con này đính đá rất đẹp nha. Con này đính đá Swarovski. Này đá này rất đẹp. Đá cao cấp giống như là viên kim cương luôn nha anh em. Không thua vì kim cương đâu nha anh em. Rất là bắt lửa luôn. Nhìn rất là lung linh. Quay chiều này cho anh em nha. Mặt sau của chiếc đồng hồ này này. Chưa sát siêu nylon luôn, chống nước 3 ATM 3584. Con này chạy máy pin nha. Con này mà lên tay cho chị em phụ nữ thì rất là đẹp.
con này size 21. Và chiều này, chiều này là size 35. Bên trong này là size 27. Zoom gần lại zoom luôn cho anh em nha. Đó, cái độ sáng của nó này. Con này mẫu số 16, giá là 1750. 1.750.000. Qua mẫu số 17. Mẫu số 17 là một chiếc đồng hồ chạy máy pin nha anh em. Chạy máy pin, toàn thân của chiếc đồng hồ này làm bằng thép đúc và được mạ một lớp vàng hồng bên ngoài. Con này chạy chronograph, chạy 3 cốt 6 kim. Con này phiên bản giới hạn nha anh em, limited. Con này sản xuất chỉ có 500 cái thôi nha anh em. Sản xuất có 500 cái và con này là sản xuất vị trí là 304. Mặt sau chưa xé xuyên lông luôn. Thì anh biết là anh em biết là độ mới cao đến mức nào. Con này dây khóa nguyên zin. Dây khóa vẫn còn nguyên zin rồi. Mặt trắng men. Chạy 3 cốc số kim. Đo size nha anh em. Con này size 39 và đo bên ngoài này là size 40.5. Con này chạy máy pin của Nhật Bản, phiên bản giới hạn 500 cái và giá của chiếc đồng hồ này là 1.150.000. Qua mẫu số 18. Mẫu số 18 là một chiếc đồng hồ hiệu Zeppelin. Có chiếc đồng hồ này chạy 3 cốt 7 kim nha anh em. 3 cốt 7 kim và cái chỗ này nè, nó có sau đây anh em là để coi mấy kim nha. Chỗ này 2 kim nha. 4 kim, 5 kim, 6, 8 kim nha anh em. Con này 8 kim. Ở khu vực này này, 2 kim nhỏ nha. Đây 2 kim là 4 kim, 5 kim và 3 kim lớn là 8 kim. Con này 8 kim, Zeppelin. Zeppelin, con này là thương hiệu của Đức, chạy máy của Thụy Sĩ. Made in Germany. Con này có bố thức này nha anh em. Bố thức này này. Rút núm ra nó chạy nè. Mà Thiên Phú chưa có biết chỉnh cái con này nha. Con này chạy 3 cốt 8 kim. Chạy máy của Thụy Sĩ. Khóa vẫn còn nguyên zin luôn cho anh em. Chưa qua spa đánh bóng. Con này đo size luôn cho anh em nha. Chạy máy pin pin Đức. Con này size 43 nha anh em. Size 43. Và bốn cái chân dây này là size 48. Kim mắt ngỗng nha anh em. Kim mắt ngỗng. Con này mẫu số 18 giá là 2.3 triệu. Qua mẫu số 19. Mã số 19 là một chiếc đồng hồ Technot nha. Con này hiệu Technot. Con này còn mắt dây nè, còn mắt dây bên trong này. Còn mắt dây rất là nhiều luôn. Con này Technot làm bằng đá ceramic và đá tung sen, kính làm kính sapphire nha anh em. 12 cột số đến như là đính đá hay là kim cương gì đó. Không rõ. Con này chắc nên nó làm bằng ceramic và dây làm đá tung sen. Đá tung ten, kính chống trầy. Con này nó để là switch Technot switch nha anh em, Technot switch. Con này chống trầy. Size 33. Cái niền của nó làm rất là hay nha nè. Cái niền này có rất là nhiều các góc cạnh chống trầy. Con này kính làm bằng kính sapphire chống trầy và đá chống trầy luôn. Nói chung là chống trầy hết. Cầm rất là nặng bởi vì nó làm bằng đá nha. Con này mẫu số
19. Số 19 giá là 1 triệu 3. Lên tay cho anh em xem. Mắt dây còn rất là rộng. Qua mẫu số 20 nha. Mẫu số 20 là một chiếc đồng hồ hiệu là Swatch Swiss. Con này mặt cũng khá đẹp. Mặt đẹp chưa anh em? Con này dành cho chị em phụ nữ nha. Đảm bảo anh em chưa gặp qua con nào mà giống con này luôn. Cái dây này rất đẹp. Đeo là mình đeo mấy vòng nha nè. Hai vòng. Vòng này vòng đấm một vòng nữa. Vòng như thế này, đeo như thế này và gài ở đây. Như này, như này. Đây. Rồi gài lại đây nha. Thiết kế như vậy. Đây hoặc là để bên này. Tất cả đều còn nguyên zin. Con này sườn của nó là bằng inox nha anh em. Chạy máy Thụy Sĩ V8. Con này hàng hiếm, khó gặp. Khó gặp một con thứ hai. Con này mã số 20, giá là 700k. Và size của nó là size 25 nha. Size 25 qua mã số 20. Mã số 21. Mã số 21 là một chiếc bạc đúc. Chiếc bạc đúc. Hình trái tim nha anh em, hình trái tim đây. Nghe nói là chiếc đồng hồ chiếc nhẫn này làm bằng kim cương mà thô nha. Mà không biết kim cương gì, mà gọi là kim cương thô. Chưa có qua mình làm nhưng mà nó thô như vậy luôn. Con này size 16 thôi. 16 à. Mặt sau này, ở trong này nó có cái lồng này, nó có những cái thông số ở trong này. Bạc 925. Bạc đúc nguyên khối. Con này mẫu số 21, giá là 500k. Cái viên này là viên nó là thô tự nhiên đó, như là nó chưa có làm, chưa có mài dũa. Qua mẫu số 22 nha. Mẫu số 22 là một cái dây chuyền. Một cái dây chuyền bạc đúc nha anh em. Dây chuyền bạc đúc. Cái hình nó là hình con thiên nga. Đây. Hình con thiên nga nha. Đấy. Hình con thiên nga. Bạc đúc nguyên khối. Dài nó như này nha này, dài như này. Dài khoảng 20 phân á. Con này mẫu số 22, giá là 650 nha. Qua mẫu số 23. Mẫu số 23 còn hợp luôn. Của New York. Con này còn mắc thừa bên trong nha anh em. Chạy máy pin. Con này chạy máy pin Nhật. Mặt sau nè, mặt sau đấy SS. Kenneth. Có lẽ nét con này là nét New York. Kính nó này nha nè. Kính nó làm lồi lên. Rất là đẹp. Mà cũng nhìn khá là mỏng nha nè. Nhìn khá là mỏng.
kế cũng rất là hay nè, nó làm rất là hay nha. Con này size 36 nha anh em, size 36. Và đo từ đây qua đây. Đây, từ đây qua đây là size 39. Đo từ đây luôn đi. Size 42. Mặt đẹp lắm nha. Con này mẫu số mẫu số 23 nha anh em. Con này mẫu số 23. Giá là 950. Đẹp chưa? Quá đẹp nha. Có lịch lọc góc 6 giờ nữa. Qua mẫu số 24 nha anh em. Mã 24 là một chiếc đồng hồ Samaton Maria. Còn hộp 0636. Samaton Maria còn cái sổ luôn. Rồi con này lấy ra cho anh em nha. Dây khóa vẫn còn nguyên zin luôn cho anh em. Con này dây rất là xịn sò luôn nha anh em. Con này dây xịn lắm. Dây này handmade luôn. Độ mới là gần như 100% luôn. Con này mặt màu đen, chạy 3 cốt 6 kim luôn nha anh em. Mặt số đen và có dạ quang nha anh em. Mới 100% luôn rồi. Mặt sau đế SS xoắn ốc. Thương hiệu của Italy. Chạy máy biển Nhật, Samaton Maria được khắc chìm trên cái dây này. Khóa nguyên zin nha. Con này size 42 và đo bên trên cái niềng này là size 40. Cái niềng này size 40 nha. Còn bên ngoài xíu nữa là size 42. Rồi con này mẫu số 24 nha. Còn mới lan can luôn. Số 24 này. Còn mới lan can nha. Giá của chiếc đồng hồ này là 1 triệu 250 nghìn. Qua mã số 25. Mã số 25 là một chiếc đồng hồ hiệu Seatbelly. Giá của chiếc đồng hồ này là 2450. Hộp rất là đẹp luôn. Hộp xịn sò, đồng hồ của Đức. Còn sổ bên trong này nha. Con này mặc màu xanh, chạy máy pin. Chiếc bling made in Germany. Nhìn rất là đẹp. Chỗ này là LZ129. Phiên bản quá đẹp nha nè. Mặt sau mặt in Germany, dây khóa nguyên zin, dây xịn sò luôn. Handmade nha nè, handmade Germany. Khóa này khó zin nha em. Khóa này khó zin ấy. Con này lên tay là hết bài luôn. Con này size 40. Bốn chân dây là size 42. Đẹp chưa nè. Có một ô số lịch ở đây nữa. Con này mẫu số 25. Hộp cũng đẹp mà đồng hồ cũng đẹp luôn. Mẫu số 25 giá là 2450. 2.450.000. Qua mẫu số 26. Mẫu số 26 là một chiếc đồng hồ hiệu Calvin Klein. Calvin Klein một dòng thương hiệu của Thụy Sĩ nha nè. Con này phơm tăng. Cái phơm này cũng rất đẹp này. Mặt màu xám. Phơm này lên bên tay đẹp lắm nha.
Con này size 41. Và bốn chân dây của chiếc đồng hồ này là size 49. Nhìn đẹp cho anh em có cua tay to to 18 đều đẹp lắm. Con này chạy máy pin của Thụy Sĩ và góc 6 giờ này có ô cửa sổ lịch lọc góc 6 giờ. Khóa này, khóa rất là đẹp luôn, chắc luôn. Mặt sau nó có độ cong theo cái tay luôn nha anh em. K2 K211 tất cả đều còn nguyên zin. Con này mẫu số cuối cùng là mẫu số 26 nha. Mã số 26 này có giá là 1680. Có hộp nhôm 1680 nha anh em. Và video đến đây đã kết thúc. Anh em muốn mua sản phẩm nào thì anh em gọi trực tiếp qua hai số điện thoại, đó là số 0788563333 4 số 3 nha anh em. Và cái số thứ hai đó là 0328212121. Gọi vô trực tiếp thì sẽ chốt nhanh hơn so với mình nhắn tin qua Zalo nha. Zalo cũng được nhưng mà gọi thì nó sẽ nhanh hơn. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo nhé.